Dạ, em kính chào quý cô chú, anh chị đã quay lại với kênh Đỗ Thanh Nhà Đất Bình Phước nha. Hôm nay em tiếp tục giới thiệu tới quý cô chú, anh chị mình một lô đất nằm tại thôn Tư, Thiện Hưng, Bù Đốp, Bình Phước. Lô đất em muốn giới thiệu tới quý cô chú, anh chị mình là cách đường DT759B là rơi vào chỉ có hơn 3 km thôi nha cả nhà mình. Còn từ cái vị trí em đang đứng đây, mình di chuyển lên đường DT759B là sẽ rơi vào 1,4 km. Là em đang đứng ở ngay cái chỗ ngã ba khu dân cư đông đúc tấp nập này. Ngay trước mặt mình là đường lớn của nhà thờ thôn Tư nha cả nhà mình ha. Ở đây là nhà văn hóa cộng đồng thôn Tư luôn. Và kế bên là giáo xứ Châu Ninh nhé cả nhà mình. Còn ngay cái con đường ngay cái ngã ba này là sẽ đi thẳng vào lô đất của mình. Thì từ cái vị trí em đang đứng đây, mình di chuyển vào cái lô đất của mình là chỉ còn có hơn 1 km nữa thôi nha. Đó, còn đường này là sẽ chạy thẳng ra đường DT759B. Đó, thì ở đây là khu dân cư đông đúc tấp nập nha quý cô chú anh chị mình. Lô đất em muốn gửi tới quý cô chú anh chị mình có mặt tiền đường bê tông là 14m, đuôi nở hậu ra gần 15m. Còn chiều sâu của hai bên là một bên 75 và một bên 79m nha. Chủ nhà bán với giá mong muốn là 420 triệu, bao sổ sách cho mình luôn. Đó, giá cực kỳ mềm nhé cả nhà mình. Chỉ có 14 mét mà giá chỉ có 420 triệu mà chủ còn bao sổ sách cho mình luôn. Dạ thì đến đây em cũng xin phép nói rõ là giá này của chính chủ nha. Em quay của chính chủ nhà gửi bán đó. Nên mọi thông tin chi tiết quý cô chú anh chị mình liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại là 032 9393 717. Em sẽ cho gặp trực tiếp chủ để mình thương lượng về giá cả và sổ sách luôn nha. Thì nếu mà nói về giá cả khu vực thì bây giờ lô này là rẻ nhất thị trường nha quý cô chú anh chị mình. Nên là quý cô chú anh chị mình nhanh tay thì còn nha. Thì trong cái quá trình em quay video, quý cô chú anh chị mình có thể liên hệ hoặc là ủng hộ em bằng một nốt like hoặc một nốt đăng ký nha. Thì theo cái hướng tay của em chỉ đây, mình sẽ chạy thẳng vào lô đất của mình. Thì bây giờ em sẽ không làm mất thời gian của quý cô chú anh chị mình. Em sẽ quay đi thẳng vào lô đất cho cả nhà mình cùng theo dõi nha. Dạ thì do em chạy xe tay côn nên em quay cái máy nó sẽ hơi khó. Nên cả nhà mình cho phép em được tạm dừng ở đây, gần vào tới đất em sẽ bật cho quý cô chú anh chị mình quan sát nha. Dạ đây nha quý cô chú anh chị mình. Thì do em ngồi lên xe là em mới bật được cho quý cô chú anh chị mình cùng quan sát nha. Thì em sẽ quay trực tiếp cái đoạn đường dân cư cho quý cô chú anh chị mình quan sát. Đường này là đường nhựa 6m nha cả nhà mình. Tiêm đường lộ giới là 9m. Đường này là xe lớn, xe nhỏ đi vào được hết nha cả nhà mình. Ở đây là điện đóm nước và wifi thì mình cũng nha. Đó, thì ở đây là khu dân cư đông đúc tấp nập của thôn Tư, Thiện Hưng, Bù Đốp mình. Em sẽ quay trực tiếp cái con đường dẫn vào cái lô đất 14m mặt tiền đường bê tông. Thank you.
là chỉ có hơn 100 mét thôi nhé cả nhà mình. Đó. Dạ đây nha, đây là con đường bê tông dẫn vào cái miếng đất 14 mét đầu đuôi vuông vức của mình, và dài một bên là 75 và một bên là 79. Chủ nhà bán với giá mong muốn là 420 triệu bao sổ sách cho mình nha. Dạ đây nha quý cô chú anh chị, thì hiện tại là em đã di chuyển tới cái lô đất mà 14 mét mặt tiền đường bê tông đó, thì là em nãy giờ em đã quay trực tiếp cho quý cô chú anh chị mình xem. Thì bây giờ là cái lô đất 14 mét mặt tiền đường bê tông ở trong thôn Tư, Thiện Hưng, Bù Đốp, Bình Phước là đang ở trước mặt mình ha. Bây giờ em sẽ chỉ cái ranh giới đầu đuôi cho quý cô chú anh chị mình cùng xem nha. Đây là cái ranh giới đầu tiên này cả nhà mình. Đó, chủ nhà sẽ đảm bảo ranh giới và đất không nằm trong khu quy hoạch hay bị tranh chấp gì nha. Cái mặt tiền đường bê tông của mình đây là được 14 mét. Đó, em sẽ đi để em quay cho quý cô chú anh chị mình cùng quan sát nha. Dạ đây nha cả nhà. Đó. Đây, từ đây chạy thẳng xuống phía dưới giáp với cái vườn điều kế bên, đất ở đây rất chỉ là bằng phẳng luôn cả nhà mình. Còn sổ thì của mình ở dưới đuôi là gần ra được 15 mét luôn nha. Dạ thì cũng như ban đầu em đã giới thiệu tới quý cô chú anh chị mình, lô đất của mình là nằm tại thôn Tư, cách đường DT759B của mình là chỉ có hơn 3 km thôi nhé cả nhà mình. Ở đây cả nhà mình cùng quan sát giúp em này, là có đường điện hết luôn nha. Ở đây là chỉ chưa có giếng thôi. Đó. Thì cái này là giá cực kỳ mềm luôn, 14 mét luôn cả nhà mình. Đó, bây giờ như các cái lô kế bên đây cả nhà mình này là đã hầu như là chỉ có 10 mét mà bán đã là 350 đến 370 rồi. Lô này là chủ nhà là nói chung là ở xa nên là sẽ chưa có nắm giá là gửi với em bán với cái giá này nha. Đây, em sẽ đi xuống dưới đuôi, em quay cái ranh giới dưới đuôi cho cả nhà mình cùng quan sát luôn. Và tí nữa lên em sẽ quay cái sổ cho quý cô chú anh chị mình cùng xem cái hình sổ của lô đất của mình luôn nha. Đây ha cả nhà mình, đây là em đã di chuyển tới cái phần đuôi của mình nè. Đuôi của mình là giáp với cái vườn điều kế bên. Và từ đây em đã đứng lên phía trên là lô đất của mình là đó. Đầu đuôi và độ sâu của mình là được 75 và một bên 79. Thì cái lô đất của em mình di chuyển từ thành phố, mình sẽ đi theo quốc lộ 13. Là mình đi từ Bến Cát, Trân Thành, Bình Long, Lộc Ninh, Bù Đốp. Miếng đất của em nằm tại ấp 4, Thiện Hưng, Bù Đốp, Bình Phước nha. Chủ nhà sẽ bán với giá mong muốn là chỉ có 420 triệu, còn bao sổ sách cho mình luôn. Đất sẽ đảm bảo là không nằm trong khu quy hoạch và bị tranh chấp gì nha. Bây giờ em sẽ đi lên trên, em quay hình sổ cho quý cô chú anh chị mình cùng quan sát hình sổ nha. Dạ, đây nha quý cô chú anh chị. Thì hiện tại là em đã dỡ cái sổ cho quý cô chú anh chị cùng quan sát này cả nhà mình. Dạ đây ha. Ở đây là 14 mét này cả nhà. Một bên sâu là 75 này. Đó. Và một bên sâu là 79. Đuôi của mình là nở hậu ra. Cả nhà mình có thấy rõ. Em quay chỗ này nó bị trưa nắng á. Đó cả nhà mình là được 14 mét 63 nha. Sổ của mình cực kỳ vuông vức và đẹp luôn. Còn đây là cái mặt chữ của mình đây. Đó. Là thửa đất của mình là 1039 này. Tờ bản đồ số 4 và địa chỉ của mình là ấp 4, xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước nhé cả nhà mình. Sổ của mình là sổ hồng chính quy, đã được sử dụng là
trồng đất trồng cây lâu năm nhé cả nhà mình. Đó, thì ở đây là sổ sách là chủ đã gửi trực tiếp bọn em bán. Cái này là không có qua trung gian hoặc qua ai hết nha. Cái này giá của chính chủ gửi bọn em bán nha quý cô chú anh chị mình. Nên mọi thông tin chi tiết quý cô chú anh chị mình xin liên hệ với em qua số điện thoại là 032 9393 717. Đây cũng là số điện thoại và số Zalo của em nha. Dạ thì em cũng cảm ơn quý cô chú anh chị đã theo dõi và ủng hộ video của em trong thời gian qua. Thì đến đây em xin phép tạm dừng video tại đây.